Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay Phúc Việt Ô Tô Cũ đang có mặt tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh để lấy một con Captiva màu trắng này, rất là màu trắng này khá hiếm anh em nhé. Đấy thì bên em thì thu mua xe toàn quốc, và nếu mà anh em nào mà có bạn bè người thân hay là gia đình của mình có nhu cầu muốn đổi xe hoặc là bán xe thì anh em có thể giới thiệu cho Phúc Việt Ô Tô Cũ nha. Đó, sau khi em mua được xe thì em sẽ gửi cà phê cho anh em, bên em sẽ đến tận nơi để trực tiếp để thu mua xe. Đây, một con Captiva số sàn thì chỉ hơn trăm củ khoai lang thôi anh em nhé. Xe lại còn mang biển thành phố Hồ Chí Minh. Đó, ngay anh chị chủ này đang làm giấy tờ bên trong kia, là quý ủy quyền cho em tập đầu tiên. Đó, con này thì về em sẽ phải đánh bóng và sơn dặm tút lại một số chỗ trầy. Đó, có những cái vết trầy. Đây, có những cái vết trầy này. Đó, em sẽ phải sơn dặm tút lại anh em nhé. Còn nội thất thì vẫn đang còn được giữ được cái nội thất ghế nỉ zin. Đó, có màn hình, có can sẵn cảm biến, trần nỉ nguyên bản. Đó, con này đi chuẩn của nó là 90, hơn 9 vạn anh em nhé. Khóa để chơi bên trong kia rồi. Nó có màn hình, nói chung là xe rất đẹp luôn. Xe này em bao cho anh em là số máy zin nhá. Số máy zin, keo chỉ zin, không mất một phân. Xe không đâm đụng, không ngập nước đây. Đó, anh em thấy nó hơi trong những cái nách này hơi dơ, em sẽ về em sẽ tẩy rửa sạch sẽ đi nhá. Đó, vệ sinh lại cái ghế nỉ zin. Cái nội thất đẹp, còn mâm lốp này thì mới thay hết anh em nhá. Mâm lốp còn rất là dày. Đó. Con này thằng đia bốn bánh luôn anh em ạ. Đó. Xe màu trắng, sơn xi màu trắng mang biển thành phố Hồ Chí Minh anh em này. Hơn trăm củ khoai lang thôi anh em nhá. Đấy, để em ký xong giấy này rồi em về em dọn sạch sẽ rồi em phun hình cho anh em. Đăng kiểm con giày thì còn khá là dài luôn anh em ạ. Đây, đăng kiểm đến tháng 6 năm 2024 anh em ạ. Đây, phim nhiệt nóng, chống nóng về mưa đầy đủ đây anh em thấy này. Cái nỉ ở trên tapi này còn zin theo xe anh em nhé. Đó, nỉ còn zin theo xe, tất cả kiếng là zin toàn bộ luôn. Đó, học để đồ này, còn nguyên cả cuốn sách này, hướng dẫn sử dụng luôn, ok luôn anh em nhé. Đấy, cọp rất là cọp luôn nhá. Đấy, anh em nào thích con xe này thì cứ đến với em, hơn trăm củ khoai lang thôi. Rồi, cảm ơn anh em nhá. Em cũng đang cần thu mua rất là nhiều dòng ô tô cũ đã qua sử dụng, nếu mà anh em nào mà có thì nhớ hú em nhá. Cảm ơn anh em.